nó là đưa nó ra chỗ khác mà. Có con. Ta ở trong nó có con chùa mấy con, chắc còn một thôi, trường có hai con là mới đi được, mới dắt đàn đi. Đánh nhau nữa, nên còn một lúc nữa đuối. Trước là nuôi nhiều, bây giờ nuôi ít, vừa bận nhiều việc. Cái mà nó nằm kiểu đấy thì chịu ấy. Tí nữa nếu mà không lấy được thì em phải đỡ nó lên, là cho cái đầu gối vào bắt đầu mình giữ cho nó đứng yên. Nó chắc nó cho chó của chú em đưa đến để lấy giống. Nó để cho một lúc nó bình tĩnh, nó mới đến, nó lạ, nó đang sợ sệt mà khi mà nó cục đuôi như vậy là rất là khó. Khi nào nó bình tĩnh nó cong cái đuôi lên. Rồi em cho nó ra đi.